Trương Nghệ Mưu cũng lợi được xem là một cặp đạo diễn diễn viên nổi tiếng trong làng điện ảnh Hoa ngữ. Cả hai đã tạo được nhiều bộ phim gây tiếng vang như Cao Lương Đỏ, Cúc Đậu, Đàn Lồng Đỏ Treo Cao, Thu Cúc Đi Kiện, Phải Sống, Hoàng Kim Giáp. Chính sự ăn ý trong công việc đã khiến họ phải lòng nhau, bất chấp thời điểm đó cũng lợi đã có bạn trai, còn đạo diễn Trương Nghệ Mưu đang có gia đình êm ấm với người vợ đầu tiên Tiêu Hoa. Ông cũng chẳng màng danh tiếng địa vị để dành tình cảm cho Cũng Lợi. Năm 1989, chuyện tình của họ được giới truyền thông và công chúng biết đến, để rồi thành đề tài bàn tán rầm rộ. Về phía Cũng Lợi, bỏ ngoài tai những lời dị nghị, thời điểm đó Cũng Lợi vẫn một lòng một dạ hướng về người tình và nuôi mộng vun đắp một gia đình hạnh phúc bên nhà làm phim tài danh. Thậm chí trong một cuộc phỏng vấn năm 1990, song nữ huyền thoại còn thể hiện rõ quyết tâm muốn gắn bó suốt đời với Trương Nghệ Mưu. Diễn viên trẻ khi ấy bày tỏ với truyền thông, đã tới lúc tôi chẳng màng chuyện đóng phim mà chỉ muốn về nhà chồng, an phận làm dâu thảo vợ hiền. Thậm chí Minh Tinh màng bạc khi ấy còn bày tỏ mong muốn kết hôn trước năm 35 tuổi và sinh con cái cho đạo diễn tài hoa họ Trương. Cặp đạo diễn diễn viên nổi tiếng này đã vẽ cho nhau nhiều viễn cảnh tươi đẹp về hạnh phúc của hai người. Tuy nhiên, giữa lúc người hâm mộ của họ kỳ vọng cặp đôi sẽ có một cái kết viên mãn, thì cuối cùng cả hai lại chia tay. Sau 8 năm hẹn hò tưởng chừng như mãi mãi mặn nồng ấy, Cũng Lợi lại không được Trương Nghệ Mưu cầu hôn. Mối tình ngang trái bất chấp để đến với nhau lại không có kết quả. Từng bị gọi là tiểu tam chen giữa hôn nhân của Trương Nghệ Mưu và vợ cũ, Cũng Lợi cay đắng khi mọi chuyện không như mong muốn. Theo China Daily, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hoa ngữ năm 2001, mẹ của Cũng Lợi nhấn mạnh rằng con gái bà đã nhiều lần đề cập chuyện cưới xin nhưng người tình lâu năm liên tục từ chối. Thậm chí anh trai của cô còn đến tận phim trường hỏi đạo diễn họ Trương về kế hoạch kết hôn, nhưng rồi chỉ nhận về câu nói phủ phàng: "Tôi không nghĩ tới, hôn nhân chẳng phải cũng chỉ là một tờ giấy sao, tại sao cứ phải coi trọng tờ giấy ấy đến vậy?" Cũng Lợi khi ấy đã tan nát trước những lời vô tình của người yêu. Chương Tử Di luôn bị xếp sau Cũng Lợi. Chương Tử Di thực sự gây ấn tượng từ lúc cô tham gia bộ phim quảng cáo dầu gội đầu của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sau đó, người đẹp được Trương Nghệ Mưu chọn vào vai nữ chính trong bộ phim Đường Về Nhà năm 1999. Bộ phim này được hãng Sony Pictures tài trợ và phát hành ở Mỹ năm 2001. Và nhờ nó, Minh Tinh họ Trương đoạt giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim Berlin tháng 3 năm 2000. Đến hiện tượng của năm 2000 là bộ phim Ngọa Hổ Tàng Long của đạo diễn Lý An, Chương Tử Di tiếp tục ẵm được nhiều giải thưởng, nữ diễn viên phụ xuất sắc do Hiệp hội phê bình phim ở Toronto làm giám khảo 2000, giải hành động hay nhất của MTV 2001. Những thành công của Chương Tử Di đều nhờ Trương Nghệ Mưu phát hiện và bồi đắp. Tuy nhiên với Trương Nghệ Mưu, dù yêu thương người mới đến mấy, trong mắt ông, Chương Tử Di xếp sau Cũng Lợi. Với tư cách là đạo diễn, Trương Nghệ Mưu đã làm nên tên tuổi của Chương Tử Di và Cũng Lợi. Ông hiểu rất rõ hai nữ diễn viên này. Ngay cả những thói quen, sở thích hàng ngày của họ, cũng như một số yêu cầu nhỏ của cả hai khi làm việc trên phim trường, Trương Nghệ Mưu đều biết rất rõ. Theo đạo diễn họ Trương, Cũng Lợi có khí thế hơn, dẻo dai và bền bỉ hơn. Với năng lực diễn xuất rất mạnh mẽ, Cũng Lợi không mất nhiều thời gian khi hóa thân vào nhân vật. Nữ diễn viên có thể nhanh chóng nhập vai, khí thế của cô phát ra từ trong xương tủy, khiến tâm trạng nhân vật bùng nổ và diễn xuất vô cùng cuốn hút. Tuy nhiên trong mắt Trương Nghệ Mưu, Chương Tử Di vẫn xếp sau Cũng Lợi. Nếu xét ở phương diện chương trình tạp kỹ, có lẽ Chương Tử Di hoạt động tích cực hơn Cũng Lợi, được nhiều người biết đến hơn. Thế nhưng ai cũng biết, địa vị của Cũng Lợi trong toàn ngành nghệ thuật biểu diễn Trung Quốc không thể bị lung lay. Dù Chương Tử Di cực kỳ nổi tiếng trong những năm sau này, nhưng khi nói đến Mưu Nữ Lang xuất chúng nhất, Cũng Lợi lại là người mà mọi người nghĩ đến đầu tiên. Về tình yêu với Trương Nghệ Mưu, ông vẫn thiên về Cũng Lợi, mối tình 8 năm hơn.